còn có thể giao lưu với diễn viên Diễm My, Puka và Trọng Khang. Và sau đây để mang đến một bầu không khí thật sự sôi động, thật sự hấp dẫn, xin mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn đến từ nhóm Akka. Chào đón nhóm nhảy Akka ạ. Vâng, và thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt hơn nữa để nhóm nhảy chúng ta có thể thể hiện hết mình được không nào? You got buns, hon. Oh my gosh.
khá rất nhiều đã mang đến một bầu không khí sôi động như thế này. Và các bạn ơi, chúng ta đừng vội rời khỏi sân khấu vì ngay bây giờ